thưa quý vị thang máy là phương tiện di chuyển tiện ích giúp người dân đi lại trong các khu trung cư cao tầng tại trung cư hqz plaza ở huyện bình chánh thành phố hồ chí minh dù ở tầng cao nhưng người già trẻ nhỏ thậm chí là phụ nữ mang thai vẫn ngày ngày leo thang bộ hàng chục tầng chỉ vì thang máy hỏng cả tháng nay câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của chủ đầu tư ban quản lý trung cư ở đâu chi tiết vụ việc mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây theo phản ánh của cư dân tại trung cư HQC Plaza do Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, viết tắt là Công ty Hoàng Quân, bức xúc vì quá mệt mỏi, khổ sở khi thang máy hư hỏng cả tháng nay. Chị Trần Tú Trinh, lô HQ2 cho hay, trung cư cao 23 tầng với hàng trăm căn hộ nhưng chỉ có hai thang máy. Trong đó, một thang máy đã hư nhưng cả tháng nay vẫn chưa được sửa, khiến cho việc đi lại của cư dân như cực hình. Chị Trinh kể, tôi may mắn chỉ ở tầng 10 nhưng cũng không dám leo thang bộ vì tiền sử bệnh tim mạch. Dù trễ gớ nào, tôi cũng phải đợi thang máy. May là còn có thang dành cho người già trẻ em, còn thanh niên đi bộ hết. Theo chị Trinh, người dân lên ban quản lý trung cư hỏi thì được trả lời chờ linh kiện. Họ lên tận công ty Hoàng Quân thì chủ đầu tư nói không biết việc thang máy hỏng. Chị Trinh lập luận thêm, họ đang giữ phí bảo trì trung cư của cư dân. Chẳng lẽ hơn cả tháng nay không ai lên xin tiền sửa thang? Còn ban quản lý kêu chờ nhập linh kiện mà cả tháng nay không có, chẳng nhẽ nhập linh kiện từ sao hỏa. Trung cảnh ngộ, anh Huỳnh Văn Bắc ở lô HQ3 bực bội. Cả tháng nay, thang hư mà không ai đi sửa. Đi nhiều quá tải nên giờ hư tiếp một thang nữa là hai thang. Lô này ba thang thì chỉ còn một thang hoạt động. Nhưng lúc chuyển giác thì người dân không được đi. Bản thân tôi quốc bộ từ tầng 1 lên tầng 21, vợ con đi về nằm liệt, không làm được gì nữa. Thang máy hư hỏng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cư dân. Chị LHD, cư dân HQ3 nói, cả tháng nay tôi phải leo bộ mười mấy tầng đi làm chiều không muốn về nhà. Hôm qua, ban quản lý hứa với cư dân là sắp tới sẽ sửa trước một thang. Tại lô HQ4, theo phản ánh của cư dân, trước đây có 3 thang thì hư hỏng một thang nhưng không sửa, sau đó lại hư hai thang, thậm chí có thời điểm cả ba thang đều không hoạt động. Phụ nữ mang thai, trẻ em, người già cũng đành leo thang bộ. Trung cư HQC Plaza có 4 lô với hơn 1.700 căn hộ, cư dân vào ở chủ yếu ở giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016. Theo cư dân, hiện nay, quỹ bảo trì trung cư do công ty Hoàng Quân giữ, nên việc bảo trì mỗi khi hư hỏng tài sản chung gặp khó khăn. Mọi việc đều chờ chủ đầu tư quyết định có xuống tiền hay không. Hy vọng những phản ánh trên chủ đầu tư cũng như ban quản lý trung cư HQC Plaza nhanh chóng có biện pháp khắc phục để đảm bảo cuộc sống cho cư dân.